Chào tất cả quý khách hàng, hiện tại Trọng Thư đang có mặt tại chợ Minh Thành. Và đây là chợ buổi sáng, thời điểm này đang là 7:30 sáng tại phường Minh Thành của thị xã Trân Thành, tỉnh Bình Phước. Và ngay trước mặt chúng ta, trục quốc lộ này là quốc lộ 14 nha. Chạy thẳng hướng này về 30 km là chúng ta sẽ về tới thành phố Đồng Xoài, một trong những thành phố lớn nhất và là trung tâm chính trị hành chính của tỉnh Bình Phước. Và ở ngã tư trước mắt chúng ta rẽ trái, chúng ta sẽ vào khu công nghiệp Becamex. Và những cái trục đường đi tắt như này ạ, chúng ta cũng vào khu công nghiệp Becamex. Và dân cư sống ở đây rất là đông đúc và tất cả các tiện ích đã có rồi. Trước mắt chúng ta như cà phê Ninano này, Bách Hóa Xanh này, Ủy ban nhân dân phường Minh Thành và siêu thị sữa rồi, Sơn rồi. Ở đây đã mở lên rất là đông đúc và nhộn nhịp rồi nha các vị. Và cái vị trí đất mà Trọng Thư muốn bán ngay ngày hôm nay, gửi tới toàn thể quý hàng là từ chợ chúng ta di chuyển vào 200m theo con đường Minh Thành An Long này. Chúng ta di chuyển vào 200m là tới vị trí đất mà Trọng Thư đang muốn phân phối. Với cái giá hiện tại chỉ dao động từ 7 cho đến 9 triệu trên 1m2 đất tại trung tâm của một phường. Thì đây là cơ hội để chúng ta đầu tư an cư lạc nghiệp. Và khi có các khu công nghiệp như thế này rồi thì dân cư về đây rất là đông đúc. Và cái giờ tan tầm như là 4 giờ chiều hoặc là 6:30 sáng thì rất là đông. Khu vực này có những ngày đã kẹt đường. Thì đây chứng tỏ là một khu vực đang phát triển, đang là khu vực mới để chúng ta đầu tư vào bất động sản. Khi giá chỉ dao động từ 7 đến 9 triệu thì đây là cơ hội để chúng ta tích lũy tài sản, nhân tài sản trong thời gian sắp tới. Quý hàng quan tâm tới đất nền của khu nghiệp Becamex Trân Thành, liên hệ ngay cho Trọng Thư qua số điện thoại 0962 854 858 để được hỗ trợ đi xem đất và chọn cho mình những vị trí đẹp nhất nha. Xin chào.